Chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đêm trước màn hình Samsung Galaxy S10 5G bị rơi vỡ tanh bành như này. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy S10 5G nói chung và phần màn hình cảm ứng của Samsung Galaxy S10 5G nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD rồi ship màn hình cảm ứng của Samsung Galaxy S10 5G đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy S10 5G, địa chỉ nhận sửa Samsung Galaxy S10 5G hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị bạn.